Nếu là một người thường hay chơi game AAA, các bạn sẽ nhận thấy một xu hướng đang thịnh hành trong mấy năm gần đây, các diễn viên Hollywood tham gia vào trong game. Không chỉ giữ vai trò sản xuất hay đầu tư, mà trực tiếp diễn xuất trong game đấy. Từ những vai trò mang tính cameo, sắc mua tiền như Megan Fox trong Mortal Kombat 1, cho đến những nhân vật chính cực kỳ quan trọng như Johnny Silverhand trong Cyberpunk. Vậy thì vì sao những ngôi sao Hollywood là bỗng nhiên có hứng thú với game như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Các diễn viên Hollywood đã tham gia vào làng game từ cách đây khá lâu. Vào năm 2008, Liam Neeson đóng vai cha của nhân vật chính trong tựa game hậu tận thế Fallout 3. Martin Sheen lồng tiếng cho Elusive Man, nhân vật quan trọng trong Mass Effect 2 năm 2010 và là phản diện chính trong phần tiếp theo của 2012. Chơi lớn hơn thì có anh Vin Dầu Nhớt bỏ vốn đầu tư tham gia diễn xuất lẫn lồng tiếng cho hai phần game The Chronicle of Riddick: Escape from Butcher Bay 2004 và Chronicle of Riddick: Also of Darkness Athena 2009. Tuy nhiên, phải đến khoảng thời gian gần đây, chúng ta mới thấy được sự đổ bộ dồn dập của những ngôi sao điện ảnh vào làng game. Mới đầu thì những diễn viên chủ yếu tham gia khâu lồng tiếng mà thôi. Nếu bạn để ý thì trong Dishonored có rất nhiều người quen. Nữ hoàng Cersei Lannister đảm nhận vai nhân vật Calista Kernow. Còn bố của Tony Stark thì lồng tiếng cho Farley Havelock. Ngoài ra còn một loạt những cái tên khác như Michael Madsen, Chloe Grace Moretz. Phần game thứ hai đã bắt vào năm 2016, tiếp tục truyền thống với những gương mặt đình đám như Pedro Pascal, Sam Rockwell. Xa hơn nữa thì có Ray Liotta đóng Tommy Vercetti trong GTA Vice City. Rồi dần dần họ lớn sân nhiều hơn, tham gia sâu hơn, không chỉ lồng tiếng mà còn tham gia diễn xuất, cho mượn luôn khuôn mặt và biểu cảm vào game. Từ Ellen Page, Willem Dafoe trong Beyond Two Souls cho đến Keanu Reeves, Idris Elba trong Cyberpunk 2077. Và dĩ nhiên, không thể nào bỏ qua những sản phẩm của Kojima Production, Death Stranding 1 và 2, hay tựa game sắp tới là OD, đều sử dụng các diễn viên nổi tiếng trong vai trò trung tâm. Tại lễ trao giải The Game Awards năm ngoái, Arcane Entertainment đã tiết lộ rằng trò chơi du hành vũ trụ mang tên Exodus bằng cách thuê hạng diễn viên đạt giải Oscar Matthew McConaughey lên sân khấu, người đã hứa rằng nhân vật game đầu tiên mình thủ vai sẽ có mối quan hệ độc đáo với mọi người chơi. Cũng trong buổi lễ trao giải này, trò chơi chiến lược thời hiện thực của hãng Frost Giant Studio là Stormgate đã được Sang-Chi Simuliu giới thiệu. Có rất nhiều lý do giải thích cho cuộc đổ bộ của các diễn viên nổi tiếng lên game. Đầu tiên và dễ thấy nhất chính là sự phát triển của phần cứng máy tính cũng như game console. Ví dụ cách đây 20 năm thì anh chàng này đang làm mưa làm gió bảng xếp hạng. Nói chung thì đồ họa thời đó cũng khá thô sơ, đến công nghệ dựng hình tóc còn chưa có. Nhân vật đa số được để đầu trọc hoặc tóc húi cua thì nói gì đến chuyện có biểu cảm. Dù có thuê diễn viên xinh đến mấy thì vào game trông cũng như mấy cụ khoai tây mà thôi. Chính vì vậy, đa số thời điểm đó, các hãng game có hợp tác với diễn viên cũng chủ yếu là để lồng tiếng. Cần nhớ rằng, công việc diễn xuất trước máy quay và lồng tiếng, thổi hồn vào một nhân vật tuy có chút tương đồng, nhưng không có nghĩa là cứ diễn viên giỏi thì lồng tiếng tốt và ngược lại. Ngoài ra, thù lao của mấy ngôi sao cũng cao hơn khá khá so với diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Chính vì vậy, vào thời điểm đó, các diễn viên Hollywood chủ yếu tham gia kiểu khách mời, lồng tiếng mấy nhân vật phụ mà thôi. Sự hiện diện của họ có thể làm tăng đáng kể độ phủ sóng của trò chơi. Hãng phát hành dễ dàng quảng cáo rằng nó có một sự tham gia của diễn viên A, diễn viên B nào đấy. Người đó càng nổi tiếng thì lượng fan càng lớn. Và không ít người chơi bỏ tiền ra mua game chỉ vì khuôn mặt quen thuộc chứ chưa hề chơi game. Phải đến khi những con máy như PS4, Xbox One ra lò. Cùng sự phát triển vượt bậc về mặt đồ họa thì việc tạo ra những nhân vật giống người thật mới dần trong tầm tay của những studio game. Giống ở đây không chỉ về tạo hình hay âm thanh, giọng nói, mà cử chỉ, điệu bộ, đến cả biểu cảm khuôn mặt cũng phải y chang thật. Cứ tưởng tượng, nhân vật với khuôn mặt cực kỳ chi tiết đến từng cọng lông mi mà cứ cứng đơ như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng thì nó có hề không? Alright. I got us here. Good luck, Pathfinder. Không, người ta vẫn đóng được phim Mulan. Thế là những hãng game lớn bắt đầu đồng loạt sử dụng công nghệ motion capture để ghi lại chuyển động của những diễn viên một cách chân thật nhất. Kết quả, ngành game đã cho ra những sản phẩm như Detroit Become Human 2018 hay Death Stranding 2019 với phần lớn thời lượng cắt cảnh và hội thoại được diễn viên thực thực hiện. Quantum Break được phát hành vào năm 2016 bởi Remedy Entertainment, thậm chí còn xóa mờ ranh giới giữa phim truyền thống và trò chơi điện tử. Đôi khi khó để phân biệt rạch ròi đâu là gameplay, đâu là phim. Trò chơi có sự tham gia diễn xuất của những cái tên như Sean Ashmore, nam diễn viên từng đóng vai Bobby Drake hay người bằng trong loạt phim Hitman, và vai nhân vật chính là Jack Joyce, Dominic Monaghan của Chúa Tể Nhân Chiếc Nhẫn và William Joyce, Aidan Gillen của Game of Thrones và vai phản diện chính là Paul Seren. Giám đốc sáng tạo của Remedy, Sam Lake, cho biết cần có những diễn viên Hollywood tham gia vào game của mình vì ông muốn sử dụng công nghệ motion capture tiên tiến nhất. Khi có thể ghi lại một chuyển động nhỏ trên khuôn mặt diễn viên, bạn bắt đầu cần những diễn viên giỏi để thể hiện được nó.
Ở chiều ngược lại, những diễn viên cũng dần dần bị cuốn hút bởi ngành game. Thay vì chỉ đọc vài ba câu thoại rồi thu âm mấy tiếng động kiểu hử, let's go, thì họ được thể hiện tài năng diễn xuất của mình với những vai diễn đầy nội tâm và câu chuyện lôi cuốn. Cameron Monaghan, người đóng nhân vật chính Cal Kestis trong trò chơi Star Wars Jedi Fallen Order và Star Wars Jedi Survivor, cho biết rằng game nó rất là thú vị đối với nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay, những người muốn sử dụng phương tiện này theo cách chưa thực sự được sử dụng trước đây. Đối với những diễn viên trẻ, trò chơi điện tử đã trở thành thú vui không khác gì xem phim hoặc nghe nhạc. Bản thân họ cũng chơi game. Chính vì vậy, việc được tham gia một dự án game là lời đề nghị khó mà từ chối. Now, I'm here to share something that I'm really, really excited about. I recently got a chance to team up with Frost Giant on their new real-time strategy game, The Storm Game. Now, RTS is a genre that I was absolutely obsessed with as a kid. I loved building armies and obliterating my enemies in Age of Empires, Command and Conquer, and of course, my absolute all-time favorite game, StarCraft. Yes! So happy you guys cheered for that. Son Ashmore là người hâm mộ các trò chơi của Remedy trước đây như Matt Pace hay Alan Walker và rất hào hứng khi được làm việc với studio này. Sau Quantum Break, anh còn xuất hiện trong phần 2 của Alan Wake. Son Ashmore chia sẻ rằng ban đầu việc diễn xuất cho game khá bỡ ngỡ vì anh phải đội một cái mũ gắn máy quay. Tổng cộng sẽ có 2 cái máy ảnh, 4 cái đèn và 2 cái micro để ghi lại những chuyển động nhỏ nhất trên khuôn mặt. Các diễn viên cho biết quá trình tham gia diễn xuất trong phim giờ đây cũng khá giống game. Khi nhiều bộ phim hành động giả tưởng siêu hùng các kiểu cũng yêu cầu phải mặc bộ đồ cảm biến chuyển động rồi diễn trước phòng xanh chứ làm gì lên được sao hỏa mà diễn. Chẳng hạn như Clancy Brown, sau khi đóng phim Warcraft vào năm 2016 thì thấy diễn xuất trước phòng xanh không khó lắm. Thế là ông này nhận luôn vai trung úy Hank Anderson trong Detroit Become Human. Sự thuận tiện và thoải mái là yếu tố cũng rất quan trọng. Khi quay một bộ phim như là Dune, tạm dịch đụm cát, hãng phim có thể yêu cầu các diễn viên phải dành hàng tuần ở sa mạc Abu Dhabi. Đó là chưa kể đến kịp tiến độ cũng như tiết kiệm chi phí thì lịch quay thường rất dày đặc và giờ giấc làm việc kéo dài. Còn với diễn xuất trong game, họ chỉ cần sáng đi, tối về, làm giờ hành chính là còn chẳng phải hóa trang hay diễn những thứ phân cảnh mạo hiểm nào đấy. Không chỉ các diễn viên, các nhà biên kịch hay đạo diễn đều ngày càng hứng thú với video game. Vào tháng 6 năm ngoái, JJ Abrams lập ra Bad Robot Game cùng với nhà khổng lồ truyền thông Trung Quốc Tencent. Tác giả của series Rick and Morty, Justin Roiland, đã phát hành một tựa game phiêu lưu trên PlayStation 4, Trover Shape the Universe, vào tháng 6 năm 2019. Các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến cũng đang chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào ngành game. Nhà khổng lồ phim Netflix đã tung ra thư viện trò chơi miễn phí, thật ra là không miễn phí, được tích hợp trong mọi gói đăng ký. Hãng phát hành phim Annapurna Pictures thì mở hẳn một công ty chuyên sản xuất game Annapurna Interactive với nhiều sản phẩm cực kỳ thú vị như Kentuck Rochero, Outer Wilds, Stray, Cocoon, v.v. Warner Bros. Thì cực kỳ tham vọng khi muốn tạo ra một DC Universe kết nối chặt chẽ giữa phim, truyền hình, hoạt hình và game. Đạo diễn James Gunn, người hiện đang quản lý vũ trụ DC Comics, đã tuyên bố rằng ông muốn tuyển những diễn viên có thể đóng một vai xuyên suốt trong truyền hình, điện ảnh, trò chơi điện tử và cả hoạt hình. Khi nói đến nghệ thuật kể chuyện, cả trò chơi điện tử và phim đều có khả năng đưa khán giả đến một thế giới khác và thu hút họ bằng những câu chuyện hấp dẫn. Phim ảnh là phương tiện kể chuyện đã thống trị hơn một thế kỷ qua. Nó đã phát triển đến mức có thể truyền tải những câu chuyện phức tạp với các nhân vật, bối cảnh và chủ đề phong phú. Một số ưu điểm của phim có thể kể đến như là kể chuyện bằng hình ảnh để tạo ra những thế giới ấn tượng, sống động và truyền tải cảm xúc. Phim có thời lượng chạy cố định cho phép câu chuyện được tường thuật và có nhịp độ chặt chẽ, bám sát ý đồ của đạo diễn. Một bộ phim được dàn dựng tốt có thể tạo ra sự căng thẳng và hồi hộp, đưa ra những tình tiết bất ngờ và giải quyết xung đột một cách thỏa mãn trong khoảng thời gian 2 giờ xem. Đây cũng là loại hình nghệ thuật tương đối dễ tiếp cận với đông đảo khán giả. Giàu thì xem phim rạp hoặc mua đĩa xem ở nhà, nghèo thì phim moi. Chúng không yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc là thiết bị quá chuyên dụng để thưởng thức như là game. Dù có nhiều ưu điểm như trên, nhưng thật ra phim cũng có không ít những hạn chế cố hữu. Chúng là phương tiện tuyến tính đi theo một câu chuyện đã được định sẵn. Một khi nó kết thúc, người xem rớt khi có động lực để xem lại. Khán giả cũng gần như không có quyền tác động vào câu chuyện mà chỉ có thể quan sát thụ động. Độ dài của phim cũng bị hạn chế, không những bởi túi tiền của hãng mà còn ở dung tích bàng quan khán giả. Bởi vì bạn làm gì có thể ngồi xem một bộ phim 8 tiếng đồng hồ liên tục đúng không? Bạn sẽ chết vì chỉ trước khi bộ phim nó chiếu xong. Điều này có thể gây khó khăn cho việc khán giả khám phá đầy đủ thế giới và nhân vật trong đấy, hạn chế chiều sâu và sự phong phú của câu chuyện. Game hiện đại có thể cạnh tranh với phim về kể chuyện và thậm chí mang lại một số lợi thế vượt trội hơn rất nhiều. Chúng cho phép người chơi tương tác với môi trường và các nhân vật theo cách mà phim không thể nào thực hiện được. Bạn sở hữu khả năng khám phá thế giới, đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến câu chuyện và thậm chí thay đổi kết quả của nó. Game thủ có thể hoàn toàn hòa mình vào thế giới, cảm thấy họ là một phần của nó chứ không chỉ quan sát thụ động. Hơn nữa, không giống như phim, trò chơi điện tử có khả năng chơi lại bao nhiêu lần tùy thích. Bạn có thể quay lại và đưa ra những lựa chọn khác nhau, khám phá con đường khác nhau, trải nghiệm câu chuyện một cách khác nhau.
Kể chuyện trong game có thể sâu sắc hơn một chương trình truyền hình hoặc phim truyền thống rất nhiều. Đạo diễn có thể lật góc quay camera của mình một cách có chọn lọc để thay đổi góc nhìn theo đúng nghĩa đen, giúp người xem thấy được phản ứng của nhân vật chính trước một cú lót twist chẳng hạn. Trong phim mà cứ zoom zoom thế này, nó lại thành cô dâu 8 tuổi anh em nhá. Tương tự với một email hoặc cuốn sách nào đấy, có thể là điểm quan trọng của cốt truyện. Trong phim nó chỉ xuất hiện đâu đấy vài giây mà thôi, đọc không kịp kệ bạn. Còn game thì khác, các bạn muốn đọc bao nhiêu tùy thích, không muốn đọc thì skip. Không hiểu, đấy mới là chuyện của bạn. Những ranh giới giữa phim và trò chơi điện tử đang ngày càng mờ nhạt đi. Tuber của tương lai có thể bây giờ đang bận chơi game đó. Janina Gavanka, diễn viên từng đóng những series phim Trục Lết và Arrow trước khi gây chú ý trong Star Wars tập phần 2 2017 và Alan Wake 2 2023 cho biết: khi anh ấy hoặc cô ấy lớn lên, bà nghĩ họ sử dụng phương tiện gì để kể câu chuyện của mình nghĩ ra? Tất nhiên là game rồi. Đến đây thì video nó hết mất tiêu rồi. Nếu bạn thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hiền Minh, xin chào và hẹn gặp lại.